chúng ta, chúng chơi cái lưới mà ghê nhỏ đi ra ăn ra gì hay, đừng có hù nhau như thế được không? Mình đánh Malik nữa, đánh Malik có kéo chúng cái nào đâu, có biết Malik hòn khổ ghê. Trời ơi, tôi cảm giác quá mệt mỏi với thế giới này à. Đánh thêm game thì đừng nghĩ nữa đây. Chắc là có nhiều người, người ta không sống bằng tình cảm. Mình thì mình sống rất cần tình cảm. Nói chung thì mình không thể sống không có tình yêu được. Mình không thể cứ thế mà cô độc một mình được. Trời ơi, lỗi animation thế sao mà nãy gọi là ác vậy bạn? Múa mẹ nữa thế nào? Này, này, chiến thì tốt cả hạt quá. Người ta bé xuống bóp. Người ta bé là dưới bóp. Bắn một Yuri thôi. Bắn một lòng tiếng là bắn lại. Vời. Rồi cái trong khóa kìa năm cái. Xin cái một nha. Bóng xin cái nhục một nha. Rồi sao nữa đấy? Luôn. Giết tức. Đỗ Thị Kiều My, mai vào hóng anh ăn hành. Chơi game tôi thẳng khoáng chơi anh em tôi kìa. Biết tôi lại không? Thẳng chơi anh em tôi kìa. Nè hai, đúng rồi đấy, bạn người dính rồi nhá. Bộ tôi từ người tôi muốn góp từ người đúng rồi. Sao? Tôi thích thoải mái, bố mày lo được. Ủa, bố mày bắn thương. Bố mày bắn thương. Người ta, chúng chơi cái lưỡi rồi. Ghê nhỏ. Giết ra. Gì hay? Mình có hù nhau như thế được không? Nhậu mà đúng. Tuổi Odyssey, quả đó hơi ngông nên bị lỗi vị trí luôn. Lịch sử lấp lại, đừng để lịch sử lấp lại mà. Ừ.
Kéo được Jerry thì ngon, cố lên. Chiến quá, chiến quá. Thế nào vậy? Tiếng cà chống, tiếng cà chống. Biết con AD nữa. Được đánh, đánh hết. Rồi mày lên đây mày quỷ này. Mày luôn quăng tí là tự quýnh được à. Chín người cà đam hai AD kia đến làm được gì mà đến vì sao hai thằng chết còn rơ cả hai luôn đi. Cô ca đấy chết còn rơ quả quấy ngon không cũng mệt. Con Saya chết còn rơ, con ca đấy chết cũng còn rơ nốt luôn.